Chào bà con nha. Bữa nay tôi làm một cái máy ảnh thủy, cái trực lắc. Mà bà con nhìn cái này tổng thể nó thì nó già và đẹp, nhưng mà nhìn kỹ nó có những cái lỗi mà mình phải làm để cho sau này tương lai nó sẽ đẹp hơn. Chẳng hạn như cái này mà con nhìn bình thường thì nó đẹp không, nhưng mà nhìn kỹ, con nhìn kỹ đây nè, con thấy cái thẹo của nó, thẹo nó không phải là thẹo nhưng mà nó phù lên, nó phù một cục lên thì sau này nhìn cây nó xấu lắm. Như bây giờ tôi sẽ chỉnh sửa nó lại, cái ngọn này nè con, nó hơi đi về phía sau. Nó hơi đi về phía sau nên nhìn cái cây nó có vẻ như nó bật về bên kia. Rồi. Thật sự là làm cái này nó cũng hơi căng, tại vì cây này nó già quá, mà tôi cũng cố gắng tôi làm. Tôi sẽ kéo cái ngọn, sẽ kéo cái ngọn nó về 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 đây được bao nhiêu hay bao nhiêu. Bây giờ muốn kéo cái ngọn về á, trước mắt bà con sẽ cố định một cái cây để cho nó chịu ra, làm sao mà nó chịu được một lực từ đây kéo về. Con cố định cái góc trước đi. Có những cây ấy, mình cảm thấy nó già mình tiếc tiếc á, mà nó nhìn vô mình cảm thấy không hài lòng, cảm thấy không hài lòng mà mình cứ bực bực hoài, thôi làm luôn. Nhiều nhánh quá bà con không thấy. Bây giờ mình sẽ đưa cái ngọn nó về đây. Đây về đây. Giờ mình không còn cách nào khác á. Giờ mình đã cắt hết rồi. Mình khớp nó. Lỡ nó gãy cái coi như mình nuôi lại từ đầu cực lắm. Mà con cứ cọc những cái cọc kẽm này vô như vậy đi,
Rồi hồi khi mình cắt xong đó là mình sẽ xiết. Đây tôi sẽ khớp nó cái điểm này. Điểm này nha bà con. Nó hơi lớn rồi nè. Một xíu nữa mình sẽ níu. Để tôi cắt. Con nhìn đến này. Nó khó lắm mà con ơi, chứ không có dễ đâu. Nhưng nếu cái cây này mà kéo không nổi thì bắt buộc bà con phải xài con vít. Nếu mà ở đây có một cái điểm vít xuống thì tôi sẽ xài con vít. Cây này để làm cái cây thanh phẩm này căng lắm mà con ạ. Lỡ tay cái xong cây. Hồi nãy tôi tính níu như vậy nhưng mà tôi thấy nó không có. Nó bắt vít thì nó sẽ dễ hơn. Vì tôi thấy nó có cái điểm để mình bắt nè. Bây giờ giờ tôi sẽ bắt con vít từ trên xuống. Rồi bà con cứ quan sát kỹ cái ngọn lúc này nha.
mà con sẽ đo con vít. Con sẽ đo con vít từ trên này xuống và nó dư rồi đúng không? Nhưng mà cái điều này mới quan trọng nha bà con. Bà con phải khoan trước. Bà con phải khoan trước cái lỗ phía trên này xuống. Lỗ phía trên này xuống. Để cho nó rộng hơn con vít nha. Chứ để nếu mà bà con để hở như vậy thì con vít nó sẽ chạy qua. Nó không ép sát vô được và nó tạo hai cái răng nó xa nhau lắm. Bây giờ mình phải khoan từ trên xuống cho cái lỗ nó rộng ra đã. Thì giờ bà con đo con vít nè, nó lọt xuống luôn được, vậy là ok nè. Thì lúc đó nó có thể kéo xuống được. Giờ tôi sẽ bôi keo. Những cây này nên kỹ xíu nha bà con. Cây sam hương này nọ thì mình làm không kỹ, vừa vừa thôi, chứ còn này mình phải làm kỹ. Cái keo Nhật này bà con cứ bôi thẳng vô trong cái lõi nó luôn cũng được, tại vì keo Nhật này mình nói cay được mà, nên cho nó vô trong luôn. Bây giờ mới quan trọng nè, đang xuống mà nó làm cái ráp rồi nó gãy ra luôn.
thấy nó dài nhiều chưa, dài hỏng này luôn. Nó còn miếng hai miếng nó khớp nhau rồi còn thấy không? Quá hay quá. Rồi mà con thấy như vậy là ổn rồi. Nó còn da này, ok. Thì thôi, cái clip này tôi kết thúc ở đây. Tôi sẽ làm thêm cái clip nữa để định hình cái cây này lại luôn cho bà con xem. Rồi, chào bà con nha.